hướng dẫn nộp bảo hiểm xã hội. Bước tạo lệnh. Bước 1. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Bước 2. Quý khách chọn dịch vụ thanh toán, chọn nộp bảo hiểm xã hội. Bước 3. Trên màn hình nhập thông tin, chọn một tài khoản thanh toán từ danh sách tài khoản thả xuống, số dư khả dụng của tài khoản đó tự động hiển thị. Chọn mã địa bàn hành chính và mã cơ quan bảo hiểm xã hội từ danh sách thả xuống. Có hai cách để nhập thông tin mã đối tượng bảo hiểm xã hội. Nhấn vào biểu tượng dấu tích, chọn một mã từ danh sách hoặc nhập thủ công, nhấn kiểm tra. Trường hợp vấn tin thành công, chương trình tự động hiển thị số tiền phải nộp. Trường hợp không có dữ liệu, quý khách nhấn tiếp tục để tạo mới bảng kê nộp bảo hiểm xã hội. Trường hợp vấn tin thành công, chương trình tự động hiển thị số tiền phải nộp, nhập số tiền thanh toán, nhập nội dung giao dịch. Nội dung này sẽ hiển thị trên sao kê của tài khoản người nhận và sao kê ngân hàng của quý khách. Nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Nhấn nút xóa để xóa hết thông tin đã nhập. Trường hợp không có dữ liệu, quý khách nhấn tiếp tục để tạo bảng kê nộp bảo hiểm xã hội. Các trường thông tin khác đã được hiển thị tự động và không thể chỉnh sửa. Nhập số tiền thanh toán, nhập nội dung giao dịch. Nội dung này sẽ hiển thị trên sao kê của tài khoản người nhận và sao kê ngân hàng của quý khách. Nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Nhấn nút xóa để xóa hết thông tin đã nhập. Bước 4. Bước tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở màn hình trước đó. Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn nút chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt. Nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 5. Hoàn thành. Thông báo giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình. Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch nộp bảo hiểm xã hội khác, nhấn nút tạo giao dịch mới. Bước phê duyệt. Bước 1. Trên màn hình, danh sách giao dịch chờ phê duyệt. Để phê duyệt giao dịch theo lô, chọn các giao dịch cần phê duyệt. Nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Để phê duyệt từng giao dịch riêng lẻ, nhấn chọn số giao dịch cần phê duyệt. Rà soát lại các thông tin về giao dịch chờ phê duyệt trên màn hình chi tiết giao dịch. Nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Bước 2. Trên màn hình xác thực, nhập mật khẩu KeyPass Vietinbank OTP. Nhấn nút chấp nhận để chuyển sang màn hình tiếp theo. Nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 3. Hoàn thành. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Nhấn nút quay lại về danh sách giao dịch chờ phê duyệt.